Thưa quý vị và các bạn, cán bộ tư pháp cấp xã, phường, thị trấn có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tư vấn, hỗ trợ pháp lý, đăng ký hộ tịch hộ khẩu. Việc chuẩn hóa và nâng cao năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ này là một yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp các dịch vụ pháp lý tại cơ sở. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên chuyên mục. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Giao dịch đăng ký thủ tục giấy khai sinh cho cháu tại bộ phận giao dịch một cửa của phường, ông Phạm Văn Việt, trú tại tổ 9, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang rất hài lòng khi được cán bộ tư pháp hộ tịch của phường hướng dẫn tận tình, chu đáo. Việc làm giấy khai sinh cho cháu của ông được giải quyết nhanh gọn, không phải chờ đợi hay đi lại nhiều lần phiền hà như trước đây nữa. Hôm nay tôi đến tôi khai sinh cho cháu ấy, về cái công tác hộ tịch hộ khẩu ấy. Vì cái các chị phòng một cửa, tức là bên quản lý hộ tịch hộ khẩu rất là nhiệt tình, đưa mẫu, đưa bản khai cho tôi và hướng dẫn chúng tôi làm là đến nơi đến chốn. Thế là các cô rất là nhiệt tình đối với công việc và làm việc rất là nhanh gọn. Làm cán bộ tư pháp hộ tịch của phường Quang Trung, chị Hoàng Thị Oanh luôn được người dân tin tưởng bởi sự hướng dẫn tận tình chu đáo mỗi khi có việc cần giao dịch. Lĩnh vực tư pháp hộ tịch, một mảng thủ tục hành chính quan trọng của chính quyền cấp cơ sở. Người đảm nhiệm chức trách được giao, ngoài sự mẫn cán, mềm mỏng trong giao tiếp, cần phải có kiến thức về luật pháp chắc chắn. Vì vậy, chị Oanh đã được phường cử theo học lớp Đại học Luật tại chức để chuẩn hóa chức danh cũng như nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Vai trò của cán bộ tư pháp thì tôi thường xuyên tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân phường là tuyên truyền này và xây dựng kế hoạch và đi xuống từng cơ sở để vận động nhân dân là thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đây là một buổi giao ban đầu tuần của Ủy ban nhân dân xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên. Nội dung chính của các cuộc họp giao ban hàng tuần như thế này là đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận hành chính xã trong tuần, rút kinh nghiệm kịp thời những sai sót, vướng mắc nhằm giải quyết tốt nhất các thủ tục hành chính tại cơ sở. Trong đó có bộ phận tư pháp hộ tịch. Làm cán bộ tư pháp hộ tịch từ năm 2003, chị Trần Lan Hương luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Biết rõ công việc của mình cần phải có trình độ chuyên môn về pháp lý. Năm 2012, chị Hương đã hoàn thành chương trình Đại học Luật. Những kiến thức được đào tạo sẽ giúp chị tự tin hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Xã Thanh Thủy có 7 thôn, bản, nằm sát biên giới Việt Trung. Việc quản lý hộ tịch, hộ khẩu và tuyên truyền giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo trật tự an ninh trên địa bàn. Bằng sự năng nổ, nhiệt huyết với công việc, chị Hương thường xuyên phối hợp với các già làng trưởng bản, tuyên truyền chính sách pháp luật đến người dân và quản lý người lao động làm thuê tại khu vực biên giới. Việc giải quyết công tác tư pháp hộ tịch, chứng thực tại bộ phận một cửa luôn được chị thực hiện nghiêm túc, nhanh chóng, thấu tình đạt lý, được người dân tin tưởng. Đối với người dân ấy thì không phải là chúng ta cứ đọc luật cho dân nghe, nghĩa là mình phải nắm rõ quy định của pháp luật là được làm cái gì và không được làm cái gì. Thì sau đấy là khi mình đi tuyên truyền tại thôn bản ấy, là không phải mình đọc luật cho dân mà mình phải hướng dẫn dân là phải sống, phải làm việc như nào cho nó đúng những cái quy định của pháp luật đề ra. Bởi vì cái nhận thức của người dân thì nó cũng còn hạn chế nhiều. Vì thế là mình họ gọi là cầm tay chỉ việc, đó là dân phải làm như này, phải làm như kia. Chứ không thể là chúng ta đứng để đọc luật được, vào tay này ra tay kia dân không nhận thức được. Hàng năm chúng tôi thường xuyên tổ chức cho cán bộ tư pháp đi bồi dưỡng. Rồi thì cơ sở xã thì thành lập cái ban chỉ đạo tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nhân dân. Rồi thì thành lập cái hệ mạng lưới, cái hệ thống mà cộng tác viên ở dưới thôn bản. Thế thì việc tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật thì cũng được duy trì thường xuyên. Đối với chất lượng hoạt động của cán bộ làm công tác tư pháp thực hiện rất tốt. Được nhân dân đánh giá là khi liên hệ công việc và có cái vấn đề liên quan đến tư pháp hộ tịch đều được giải quyết kịp thời. Giữ vai trò tham mưu và trực tiếp giải quyết nhu cầu pháp lý của người dân ở cơ sở, giúp chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước. Công việc của đội ngũ cán bộ tư pháp xã, phường khá vất vả. Mỗi tuần 3 ngày trực giao dịch một cửa, thời gian còn lại dành cho các hoạt động tham gia hòa giải, giải quyết khiếu nại tố cáo, thi hành án dân sự, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tham mưu giúp việc cho Ủy ban nhân dân trong việc ra các quyết định quản lý và xử lý sự vụ hàng ngày.
một trong những nhiệm vụ phức tạp đòi hỏi thời gian và trình độ hiểu biết pháp luật là tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo. Mặc dù về nguyên tắc, khi có đơn thư về lĩnh vực nào thì cán bộ phụ trách lĩnh vực đó chịu trách nhiệm chính, nhưng cán bộ tư pháp vẫn phải tham gia tiếp nhận hồ sơ và tư vấn pháp lý. Trong các công đoạn từ tiếp nhận đơn thư, nghiên cứu hồ sơ, tổ chức đối thoại, hòa giải, tham mưu hướng giải quyết đều không thể thiếu vai trò của cán bộ tư pháp. Nếu trình độ năng lực tư vấn pháp lý của cán bộ tư pháp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, sẽ rất khó giải quyết công việc thấu đáo, hiệu quả. Bản thân tôi chưa qua đó có trình độ chuyên môn thì tôi thấy khó khăn nhất là hiện nay ở trong cái là về nhân dân là trình độ không đồng đều, nên cái việc chấp hành thi hành pháp luật là nó cũng còn thậm chí còn chưa kịp thời. Hàng năm thì đối với huyện cũng tổ chức phối hợp với cơ quan tư pháp của tỉnh để làm sao là mở các lớp tập huấn để đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho cái đội ngũ cán bộ tư pháp của cấp cơ sở. Đây là trách nhiệm của huyện, đúng như là tôi cho rằng là cái đội ngũ này nó phải đủ mạnh và phải tầm hiểu biết sâu, và đặc biệt là tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các nghĩa vụ như là với các luật pháp của nhà nước theo quy định. Đây là một trong cái chủ trương thì tôi cho rằng là hàng năm phải có kế hoạch mà càng ngày càng nâng cao cái đào tạo của đội ngũ này lên. Công tác tư pháp là một bộ phận của công tác quản lý nhà nước tại chính quyền cơ sở, đồng thời là nơi triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác tư pháp tại địa phương. Vai trò của cán bộ tư pháp cấp xã không chỉ mang tính chất hành chính công vụ, mà là người thừa hành các thủ tục pháp luật đối với công dân. Việc thực hiện công tác tư pháp tại cơ sở thường liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Do vậy, vấn đề nâng cao đời sống, chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp, hộ tịch cấp xã luôn được tỉnh và ngành tư pháp quan tâm. Hiện nay, mỗi xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh được định biên một cán bộ tư pháp hộ tịch. Số cán bộ này phần lớn đều có trình độ từ trung cấp luật trở lên. Nhưng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhiều xã phường đã cử cán bộ tư pháp đi học nâng cao trình độ về chuyên ngành luật, từng bước chuẩn hóa và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ tư pháp xã phường. Có thể nói là cái đội ngũ cán bộ tư pháp xã trước đây do cái quá trình phát triển về kinh tế xã hội thì cũng có một số đồng chí là chưa được đào tạo, và thậm chí có đồng chí chưa qua đào tạo. Tư pháp thì có trách nhiệm quản lý mặt nhà nước, nhưng bố trí cán bộ thì phải là do Ủy ban nhân dân huyện và xã bố trí. Cho nên những cái đồng chí cán bộ tư pháp nào có trình độ đại học luật hoặc trung cấp luật làm khá thì các đồng chí lại bố trí sang làm công tác chính quyền, hội đồng nhân dân, hoặc là làm công tác tư pháp nhưng lại kiêm công an. Sau đó thì những cái bố trí các đồng chí khác trở lại thì lại đưa những cái đồng chí nó chưa đủ trình độ, và thậm chí có đồng chí chưa được đào tạo. Đây là một cái hạn chế rất là lớn. Muốn làm tốt công tác cải cách tư pháp và hoạt động pháp lý tại cơ sở thì phải xây dựng được đội ngũ cán bộ pháp lý vững vàng, có kiến thức về pháp luật, có hiểu biết xã hội, kỹ năng giao tiếp và hoạt động xã hội tốt. Do vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải được ưu tiên hàng đầu. Mặt khác, chính quyền các cấp phải thường xuyên quan tâm kiện toàn bộ máy tổ chức, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ công chức cấp xã, phường nói chung và cán bộ tư pháp cấp xã, phường nói riêng, làm cho công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật ở cơ sở ngày một nền nếp, quy củ hơn. Trong thời gian tới thì thông qua chính sách thu hút của tỉnh thì chúng tôi cũng đang tuyển và đào tạo và kêu gọi các cháu là đi học đại học chính quy cũng về phải công tác đến tận cấp xã ở đại học luật chính quy, để làm sao đó từ nay đến đó chúng ta đào tạo, tuyển dụng, bố trí và sử dụng cán bộ là cái nguồn gốc để hoàn thành cái nhiệm vụ về chứng thực và hộ tịch ở cấp xã, thì phải đào tạo và sử dụng những đội ngũ cán bộ này để phục vụ tốt cho cái công tác tư pháp ở cấp xã, cấp phường. Rõ ràng, hoạt động công vụ pháp lý tại cơ sở của đội ngũ cán bộ công chức tư pháp, hộ tịch xã, phường, thị trấn có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tích cực vào việc xây dựng thể chế xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Trong đó, mọi công dân đều biết sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.